À, thấy à, rồi chào bá luôn kìa. Ơi à, rồi dính rồi. Xin chào mọi người, mình đang theo anh ba, Khuây với anh này thì anh gì, anh Năm, đi bắt nha hay là ba khía nữa bạn. Vừa xuống ghe chuẩn bị đi là đã bắt được một con rồi. Tối này đi bắt này cũng thấy rất là hấp dẫn, khởi đầu rất là thuận tiện. Đây đây đây, đây con đang bò vô hang kìa, đó nghe cánh đèn. Ô dạ, có thành phẩm à. Các bạn thấy anh ba Khuây lấy theo cái bao tay, để khi bắt nó không có kẹp mình được, nó kẹp vô cái bao tay. Đi bắt ba khía thì theo mấy anh cho biết thì chỉ có đi bắt vào tối trời, không có sáng trăng. Nếu mà sáng trăng thì nó thấy nó mình nó sẽ chạy, nó cũng ra bò ra ăn, nhưng mà nó thấy mình nó sẽ chạy mất. Có thể hôm nay trời mưa cũng rất là thuận tiện, thì trời tối mát nữa. Ủa anh Năm cũng bị nhầm luôn hả? À, à người cuối cùng à, hết nhà hết bệnh. Cái này là cây đước nữa rồi. Dạ. Có ba anh ba khía nhưng mà chưa có con rồi. Khó thấy ha. Ờ ừ, chà bá luôn kìa, có biển hả? Ồ ừ, nó đang thu luôn cái càng nó kìa. Ồ trời đất ơi, được hàng khủng. Đâu có kiếm con này. Kiếm con nhỏ mà được con bự. Chạy mấy
sợ thấy mồ đang đạp đạp ra nhắn cái vô chân thôi bỏ tay rồi. Trời ơi, các bạn thấy không, rất là may mắn ha, đi kiếm nha khía mà được con cua này. Mình ở trên cũng gọi cua kình nè, mà nó đang thui thù lùi luôn, chắc nổi. Tối nay là cũng xây mồi nè. Trước khi đi anh Pha đã chuẩn bị bia ốp lạnh đồ sẵn rồi. Đưa một thùng kem vô tủ lạnh này đó. Anh Khuây. Đi. Vậy mình cắt mấy miếng cá phi ra mình bỏ vô lưới ha, nó cũng nhử mồi được thôi. À, mình nhử mồi nó lại. Mình chui vô hang rồi ha. Tắt cứng quá. Mà lâu đâu có ở không, mình đặt hai ba ngày nào đi làm chứ đâu có gánh làm ba đồng quý. À. Tôi biết còn không có đặt lú luôn. Hiện giờ có nhiều tôm bự, cua bự trong cái tầm. Cái đầm mình mấy hecta là anh? Nhỏ. À, sáng mấy cái đập đó mà trong trường không được muốn đập á. Đông gọn cái hồ trường cũ. Hai triệu mấy đó chắc lắm được. Bạn thấy đây có cây chồi mồi nè, quá chừng trái luôn. Này cũng gọi chồi mồi đúng không? Bữa nay nhiêu tay rồi, bữa nay mới chín tay rồi. Chồi mồi ăn chua chua ngọt ngọt. Dạ, ừ. Ăn được. Cái lá non anh để ăn như rau sống hay cuốn bánh tráng anh? Cái này về cắt nước dài dữ rồi, cúng con ngon lành. Ta đi hai con liền luôn rồi. Hai con xào xào. Tại vì nó bệnh hết rồi. Ta đi nhặt bị nhắc chưa là tao la rồi, nặng. Lúc này không có thả nuôi vậy. À, nè, nè. Con nói sao có liền. Ừ. Con này nhìn giống như con còng cò bự rồi, nó chui rồi. Không chạy, không chạy chung nó thôi. Rồi nó chui vô cái hang nữa. Chà bá luôn. Như chạy xét đó thôi, con ba khiếp nào chạy được cả. Vô sâu sẵn thăm thẳm thì cho khắp thấy luôn. Khuây đội đèn vàng dễ thấy hơn nè. Còn hang này hang chắc hang cua. Nước đục ra. Cho nó đi biết xa hang chạy.
khủng nha. Không thể thoát. Các bạn phải quay lẹ tay. Hôm nay sai mồi nữa rồi. Nhìn kìa, cua biển kìa bạn, cua chà bá luôn. Hôm nay trúng bánh rồi, vừa được cua mà vừa được nha mà vừa được cua nữa, bà khí và cua. Thả đại vô nước đi, nó đâu có kẹp đâu, bỏ vô nước là lúc đang quay phim mà các bạn nghe mình la là biết rồi. Nhà rất là to luôn. Kêu bằng con nha. Dạ, nha. Nha, nhờ anh nha anh. Nha. Nha. Trời ơi. Ăn ổi là xuống nằm ngủ. Nằm cây luôn. Rồi khủng luôn, hàng khủng. Rồi chui hang rồi. Nó chạy chui hang rồi. Chạy lên. Chạy hả? À, giật mình thôi. Con này trên cây hả bạn? Nghe cái rễ đước luôn. Hôm nay trời mưa râm râm nên anh em đi rất hiệu quả. Cua ngay đèn vàng kìa mà. Đó, nhỏ hơn. Nó bự. Mình thấy nó mắt đỏ mà. Con cua nhỏ rồi. Bắt đi con cua kia. Không được, nó dơ càng lên nè. Dơ hai càng lên. Nó rất là dữ. Đó, đúng rồi. Rậm quá mình cũng này, có một cua nữa nằm sát. Cua nhỏ thôi, chứ không lớn.
quay phim. Rồi. Bây giờ có cua màu xanh, có mai lam quay mới đã. Cua xanh. Hai con bắt được hai con. Cái xanh nó còn đem về thật. Sao không ăn trời, nó ăn cua không không đỡ. Nó còn á. Còn ốc bự nó ăn không nổi nữa chứ ốc con nó kẹp bể. Ngay sau phía sau kẹt này luôn này. Cái đầu nó bắt khó nó đẩy nó. Để lạnh sẵn lúc nào uống cái này. Ra đi chưa ta? Chuột, chuột vàng. Bắt được thì dễ chưa? Chuột vàng. Ra đây nè, các bạn. Chuột này. Cái ánh đèn mình đó. Bắt là không hay xài. Quá tuyệt vời. Tay này hay có điện. Chà bá luôn nha. Đụng vô là khỏi chạy. Mưa ra. Biết có người quay phim nó ra làm diễn viên chính á. Cái rễ gọi mấy anh gọi là cái trang. Để dùng để mùa khô thì chặt để phơi nấu ăn tận dụng. Này. Cua biển luôn. Rồi, hai con đua vô ngang luôn. Con này cũng khủng nè. Ở trên con bự luôn kìa. Nè. Hai con luôn ha. Rồi hai con xuống hang nữa. Hướng cái lá bé rồi ra kiếm được con một cũng trời hai con rồi luôn hậu luôn nó vô có một khúc cỡ khoảng chừng hai cái bắt à. Thụt vô trong. Khó quá bỏ mẹ đi. Khó gì nữa rồi. Rồi chết rồi mà thoát nữa đó. Ở nơi kim bảo. Rồi chẳng kêu cha con. Ông chú. Sao kim bảo, kim bảo. Đánh nhiệm gì ông. Này được chưa đây, hai con cua nó chạy ra được con rồi, chạy mất rồi còn con. Ba bắt ở đâu vậy ba? Mấy ảnh làm nhậu luôn mà, nó làm nhậu luôn. Ủa vậy hả? Ừ.
bác cho thêm hai con cua nữa. Cô ba ơi. Ta nón trắng rồi lên ra mặt rồi. Chiên xào sơ xong tới bây giờ bỏ chút xíu muối, chút bột ngọt. Cái này nước muối bột ngọt với đường. Rồi làm kỹ dẫn làm nhanh cho mấy anh có mồi nhậu đầu tư sống. Ở kiểu này uống bia thì thôi chứ. Tối lại nhậu xíu về bệnh luôn. Này không phải nhậu đâu anh, ăn khuya. Anh biết sao? Bữa nào mà nhậu mà sáng về mệt em nói vậy. Na có nhậu nha, nào rủ quá đó. Đó, mời anh chưa? Anh Năm. Dạ. Nó nhậu từ giá thịnh đi, mai đi trước. Nên mới từ giá anh. Vậy là xong nhậu xong đây lại ăn nhậu tiếp á. 7 giờ mai anh đi về, 7 giờ sáng đi. Sát đêm đây, anh lên Sài Gòn rồi. Cua chắc nụi luôn, mấy bà khía không chị? Ngon quá trời ngon. Em đúng không? Cái kim ngồi ngang qua em đó không, mà một mình em ngồi bên đây thôi, rồi năm người kia ngồi bên đây là vừa. Con trai ấy, con gái hả mà? Trai đấy là không mà. Tính. Trai cổ nữa. Ông này cũng này cũng mập. Gan muối thì phải mặn chứ không lẽ gan muối mà bộ gan đường sao mà nó ngọt? Ừ. Thì nãy giờ em khen ngon chứ nói gì đâu. Cái vợ em làm mình vợ. Mấy chị diệt mồi anh em mình thấy cua lo nó đi chứ trời. Để lúc đầu đi ra đến đâu có hai con ba khía thiệt rồi. Đó đó không? Rồi. Hai người thấy một cua kinh hả anh Năm? Thấy là hết xảy rồi. Anh Năm nạp số ấm gì? 1, 2, 3, vô. Vô lên nhà còn hai cũng vậy. 100 không? Ta điếm 1, 2, 3 nha. Mày vô. Mày dành rồi, để tao điếm á. Quá. Đã. Nó lạnh mà uống dù sao mà nghe nó lên tới cho nó cò nó đã. Anh ở đó. Anh bắt tao chảy từ sáng vậy. Hôm nay thấy anh Năm gì chứ mai là có cặp kiến xin lóc hôn vô. Ngày mai anh Ba Khoai vừa lại cặp kiến cho anh. Đây, trang giặc này truyền cho hai gia đình đó mình. Công nhận nó kiếp nó truyền dữ thiệt. Nó công nhận nó võ công nó cao gớm. Không ai bị lây là bà con. Tới nhà nào vô, nhà đó, nhà hết ai bị lây mắt rõ là bà con hết rồi. Nhà này con đâu mà đó. Ai biết nhiều khi mình đi về trễ mình sẽ có một người bị rồi là về trễ lây hết về trễ luôn. Sớm luôn. Bị sớm. Bà con hết sớm á. Kêu gửi cái qua đó trọng á, mà tại nãy tối quá nước nhiều quá không thấy à, chất chua kẹt nào á nó mũi vậy đó. Cái này nó cũng lạnh có dân xì phố đi quay phim rồi cũng nó ra làm diễn viên chính nó ra làm được hai con à đi mà được cái con nào được cô biển nữa chị, được cô biển nữa. Mới bắt bắt được hai con ba kia à, anh Khoai anh rọi điện trời cua trời vô trời đen khui tù lùi nó bò trời ơi nhìn thấy cua
chết một lần mình được mừng á. Mừng thì mừng á, thấy anh là anh thấy mừng rồi, thấy con cua đi bắt ba ký rồi có con cua bò ra vậy. Mấy hôm này con bò chen phá lên sóng nè cho nên quay tự bơi nè mấy bạn, giới thiệu là anh Năm hồi nãy ngồi phía sau ghe thấy bắt nhiều quá không có quay kia quay ra sao luôn, cứ rồi trước là thấy rồi. Có mấy con cua nhỏ không bắt luôn á, thấy cua nhỏ nãy em nó thì nãy em bưng lên mười mấy mà nó còn chắc chứ trời. Vậy là nó cũng thương người ở chợ, nó xì phố xuống rồi. Tháng mấy rồi đó. Ba ký này tới tháng rồi hả? Ngày tới tháng ba cặp rồi. Ba ký hồi á. Nói chứ đâu mà làm gì đâu mà sợ. Nói chuyện nghiêm túc thôi. Nổ nhậu là em nhậu hoài. Tháng tao mở qua hai đợt rồi nha. Mở đợt nhiêu? Nửa tháng. Nhau đợt nữa. Tháng mở hai đợt à. Ấm cũng vui ha. Thiệt á, ấm mở đợt là thiệt á. Là vậy nè. Ông đi đâu gần hết hai lâu rồi. Có ông Nhật ông ấy cũng bẻ ba lá cốc, hai thằng uống lít rượu quá rồi. Mồi chẹo. Trời ơi trời. Nó hảo ăn dân đó không. Mẹ mồi đó bén thiệt á. Ăn đứt lưỡi luôn á. Bưng một thau. Bưng xuống nhà chị hai á, ngồi đó xong thấy một lọt cái tỏi lấy cái múc trong thau này ông uống. Cái nó mấy ông năm tuổi mà uống gì vậy. Đi hồi nói sao mày có lộn cho múc nước tỏi ngoài vậy? Trời, nước tao bỏ không có chấm. Ông nó xem tao đánh lạc hướng. Chết cha. Đi. Bả thao đó nè. Rồi hồi đấy thì chị hai bấm đi kiếm chổng cho ổi gì vậy? Lộn ngậm nhậu chứ tôi ông lọt cái tẩm múc uống lộn tẩm múc nước chổng. À, tính ra ông uống giọt hết thèm thiệt. Ông nhậu một lít rượu chỉ có con ốc rồi đó. Ông với ông chấm nó bấm không. Nhưng mà một con ốc nhưng mà hết lít nước mắm không, mà cuối cùng ổng thua một hướng ốc thúi nữa. Ổng uống ổng mua bia bỏ vậy cái cây dừa nó lùng lùng ông bạn uống bia trên đọt dừa không mà ổng uống cái đó làm sao ổng trên Cần Thơ đó ổng vô quá ăn cơm ổng nước vô ổng không có nước luôn uống rượu không à không bia không mà đúng ra là ăn cơm mà nếu mà giải khát bằng bia nó đã khác hơn ngán tiền. Mình cây nhà lá dừa này thì mình ăn mình không ngán chứ mình luôn gần lột á. Vô lột xong gỡ ra mình ăn nguyên cái con trống luôn khổ. Có gà sẵn ở trên luôn. Thế là đẹp nó ăn không chứ mà cái mấy cái lá. Thôi mà cái đó mà gặp con cua ốp rồi nó mặn chát luôn à. Cua ốp á là đâu nó thấm nước đâu trống đời nào nó mặn chát à. Nhưng mà trời tôm bự không, hôm nay tôm bự. Hôm nay thăm giớn ngoài sông, thăm lú ngoài cái vuông nè, thấy tôm chà bá không. Hồi nãy mấy bạn thấy anh quay tới vô trễ hơn. Wow. Chỗ này ký mấy 2 kg không quá. Tưởng ký mấy à? Dạ. Con nào nấy chà bá luôn. Mẹ tính ra là chạy cái vú vô nước biển. Bị cho cả nhà vô. Mình nghỉ sớm. Đủ sợ lên nó gần lay rồi. Đó, nó lay là mới không có thèm rồi. Không giúp được với ai mắt cũng bị lay. Tao biết nó lay là tao không có thèm rồi. Không được mà gã đó người ta không nói gì mà nó không cho. Ủa nó quay đầu lên nó ngủ quần ngược lại không con dính tồn. Quay đầu là 69 á. Rồi, chào mọi người đây. Nhớ bạn, này nhắc xuống thôi. Chờ bữa trưa cuối cùng ở Đông Hưng. Ngoài cua đang muối như bạn thấy vậy con.